Hi, welcome back to my channel Start Scaling On. Và từ kênh đầu tiên. Ok, và tiếp tục Friday số 13. Cái này các bạn sẽ tắt điện, sau đó thì sẽ tiêu diệt.
no! Tiếp tục tựa game tiếp theo, Granny Chapter 2. Không lấy được cái kia rồi. Oh my god. Bây giờ thì mình sẽ phải lên lại thôi. Đây là một cái tay nắm cửa đó ha. Rồi sau đó thì mình sẽ tìm kiếm món đồ tiếp theo. Đây rồi, crowbar. Cắt đường dây điện ở đây. Thank you.
Ok, vào từ kênh tiếp theo, Slenderia, chuyện đây. Trong thời điểm này thì các bạn sẽ đầu tiên, đó là ngoài trời đang mưa và các bạn sẽ vào trong căn nhà này. Và khi vào trong căn nhà thì các bạn không thể nào có thể ra được bằng cánh cửa cũ. Đây, mình sẽ thử không ra được. Đó. Và trong này các bạn bắt buộc phải đi tìm kiếm và tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Và khi tẩu thoát khỏi ngôi nhà này thì các bạn sẽ cứu được một cô gái ở trong đây. Và cô gái đó thì đang bị giam giữ ở trong một căn hầm. Bây giờ thì các bạn cùng mình trải nghiệm cái bên này nhá. Rồi, tiếp tục tiến sâu vào trong. Chữ số 7. Đây thì cỗ máy đang hoạt động và các bạn sẽ đi bằng xuống bằng cầu thang máy. Đấy cầu. Cầu thang máy cũng hỏng luôn. Và đây thì các bạn sẽ lấy được một đoạn dây. Và tiếp tục là wow. Slenderia và càng xuất hiện liên tục. Tiếp tục các bạn sẽ nối đoạn dây này vào. Ok. Sau đó in looker. Đó, cánh cửa đó đang bị khóa rồi. Xuống bằng chiếc thang này.
Rồi mình sẽ xem lại cái này nào. Tiêu diệt bà Granny. Sau đó thì các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa này để mở và cứu được một cô gái thoát khỏi đây. Một cô gái đang bị giam giữ trong này. Hey, are you okay? Who are you? Okay, I have you. Follow me. Let go. Và sau đó thì mình sẽ phá vỡ bức tường và thoát ra khỏi đây này. Thoát khỏi một căn nhà ma kinh dị ẩn sau dãy núi này. Ok, let's go. Và tiếp tục sẽ Skinner. Wow, tựa game này thì các bạn phải kết nối online nhá. Thì bắt đầu các bạn mới chơi được tựa game này. Rồi, và tiếp tục. Phong. Lần này xem mình được khoảng bao nhiêu điểm. Khi ma xuất hiện thì các bạn phải chuẩn bị chặn lại. Và các bạn chơi được cái này xem các bạn khoảng bao nhiêu điểm nhá. Nhiều con ma làm rất nhanh và đôi lúc các bạn không thể nào phát hiện được. Khá là nhanh đó ha. Còn cái bóng thì các bạn cũng sẽ hy sinh ngay. Oh my god. Anh chàng đó là nhanh nhất. Mình hay bị anh chàng này bắt này. Rồi, tiếp tục nào.
tiến sâu vào trong. Chiếc máy này các bạn sẽ phá hủy. Tiếp đó mình sẽ lấy một chiếc xẻng. Chiếc xẻng này thì các bạn sẽ đào lên. Trong đó thì các bạn sẽ tìm được một quyển sách bóng tối. Quyển sách bóng tối đó thì các bạn sẽ dùng để gọi hồn một em bé lên. Khi gọi hồn một em bé lên thì lúc đó các bạn sẽ biết được cách để phá hủy nơi. Phá hủy nơi giam giữ của ông đã hết. Căn hầm bí mật này đã mở ra. Và đây là hai trái bom. Các bạn sẽ đặt vào hai bình ga. Một bình ga to ngoài và một bình ở trong cùng. Khi đó thì nơi này sẽ bị lột tung. I need to run away now. Hãy chạy thật nhanh. Và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Boom. Rồi, và từ kênh tiếp theo. Tiếng biển khá gần đây. Oh my gosh, hoa thông ta là đây. Oh my gosh.